thưa quý độc giả của báo Thương mại và Đời sống VN Media 2020, bạn bè và thân chủ gần xa trên khắp Hoa Kỳ nói riêng và trên khắp thế giới nói chung. Hôm nay chúng tôi muốn tiếp tục đến với quý vị qua cái chương trình live show ăn chay hàng ngày. Đây cũng là một trong những cái chủ đề mà hai anh em chúng tôi luôn duy trì cho đến ngày hôm nay. Đó là nhờ sự ủng hộ và cổ vũ của quý độc giả luôn luôn gửi đến cho chúng tôi những cái like cũng như những cái subscriber hết sức là thân ái, cũng là một trong những cái niềm cổ vũ anh em chúng tôi duy trì tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Hy vọng rằng sẽ mang lại những cái chia sẻ cũng như những cái cảm xúc để chúng ta cùng nhau tạo dựng một cuộc sống thật là tốt cho bản thân cũng như gia đình. Trước khi bước vào chương trình cũng không quên giới thiệu đến quý vị, người ngồi bên cạnh Thomas là anh Nguyễn Hồng Dũng, hiệu trưởng của trường Cao đẳng Phật học Thực dụng tại miền Bắc California. Mời anh chào đến quý độc giả đây. Chào anh Thomas Trúc. Kính chào quý khán thính giả khắp nơi. Chúng tôi rất là vui mừng khi trở lại với quý vị trong chương trình Ăn Chay, Ăn Ngay. Và mỗi lần gặp lại quý vị, dù rằng chúng ta qua một cái đường lay nó xa xôi, có thể là quý vị có người thì ở tại nơi đây, nhưng mà cũng có một số quý vị ở bên kia bờ đại dương. Chúng tôi cũng xin nhân cơ hội này kính chúc quý vị luôn luôn an lạc và sức khỏe. Cho đến giờ phút này mình mới cảm thấy rằng cái sức khỏe quý hơn kim cương chứ không phải là vàng. Đúng vậy thưa quý vị, chính vì vậy mà chúng tôi rất là vui khi chọn cái chủ đề ăn chay ăn ngay. Rất nhiều người cứ nghĩ rằng là đây là một cái chủ đề chỉ cho giới thiệu về ăn chay, không phải vậy quý vị. Chữ ăn chay là đúng một cái xu hướng tốt cho sức khỏe. Đương nhiên cái chữ ăn ngay là mình ăn trên những cái món ăn tinh thần, mà món ăn tinh thần là một trong những cái chú ý chính mà anh em chúng tôi duy trì cho đến ngày hôm nay. Đó cũng là một trong những cái chủ đề mà có lẽ cả thế giới cũng như Việt Nam chúng ta hay là tại nước Mỹ này, chẳng hạn như một cái sự kiện của sư Thích Minh Tuệ thôi, nó đã nổi lên. Đó cũng là những cái tinh thần mà có lẽ đối với Việt Nam là một trong những cái sự hiểu được rằng là khi một cái đất nước điều hành thiếu một cái nền dân chủ thì cái sự bức xúc cũng như sự cảm nghĩ của mỗi người dân á, họ không có được trình bày. Khi mỗi khi có một cơ hội nào đó thì cái sự bộc phát nó ra, nhìn chúng ta nhìn thấy nó rất là rõ ràng như vậy. Ở Mỹ chúng tôi hay ở trên các cái nước văn minh thì những cái điều đó thật ra nó rất là bình thường, bởi vì không có gì là lớn lao cả, tại vì còn nhiều chuyện còn dữ dằn hơn họ cũng đã thực hiện rồi. À, phải không anh Đồng Dung? Thật ra thì nói chung là chúng ta phải dùng cái tâm để mà quan sát, còn nếu không thì chúng ta sẽ ở trong một cái trạng thái rất là bối rối. Do đó thì chúng tôi khuyên quý vị trong những cái bài nói chuyện trước đó, làm gì thì làm, nhưng mà quý vị lo cho cái thân của quý vị đó hàng ngày, thân khỏe nhưng mà đồng thời tâm phải là an. Mà tâm an đó thì quý vị không phải là dùng cà phê hay là dùng rượu mà nó an đâu, mà chúng ta phải có cái cách để thiền định, để yên lặng, để cho chúng ta có được những cái khoảnh khắc trở về với cái chân tâm thường trú của mình, thì đó mới là một cái tâm an. Nó làm cho quý vị có thể tự thấy ra những vấn đề và mình suy nghĩ hành động của mình hàng ngày đó, thành thử ra mình có thể tiếp tục làm những việc tốt mà mình đã làm, và mình dừng lại những cái việc xấu mà mình đã từng gây. Thì đó là cái cách mà chúng ta tạo cho cái tâm của chúng ta nó luôn luôn an ổn. Dạ, cảm ơn anh Hồng Dũng. Đúng vậy thưa quý vị, và nhất là hiện tại trên cái vấn đề truyền thông trên internet nó quá dễ dàng. Thật sự bây giờ không có cần phải đầu tư một cái gì hết, chỉ cần một cái điện thoại thôi họ cũng đã có thể tỏ rõ những cái ý kiến của mình. Đương nhiên đối với Việt Nam thật sự Thomas rất là buồn khi trong những cái giới YouTuber gần như chỉ cố tình vấn đề là câu khách hàng vào coi cho thật nhiều và câu cái giờ để được lấy tiền của YouTube. Đó là một cái mục tiêu chính của họ mà thôi, họ không cần biết tất cả những cái hậu quả cũng như những cái gì xảy ra sau đó. Đó là một cái điều hết sức là đáng buồn. Chẳng hạn như một bộ phim Hồng Kông thôi, cũng một bộ phim thôi mà có thể tới 10 cái tựa. Đó cũng là một trong những cái cách làm việc không có trách nhiệm trong vấn đề nội dung cũng như không có cái trách nhiệm đối với xã hội. Khi chúng ta cảm nhận rằng những người nghe chúng ta, coi chúng ta, họ sẽ được những cái gì và mất những cái gì, đó cũng là những cái nỗi buồn mà chúng ta có thể hiểu được rằng chúng tôi cũng là người Việt Nam dù đang sống ở Mỹ nhưng cũng rất là suy nghĩ về cái nơi sinh mình ra, luôn luôn rất là mong muốn Việt Nam có những cái tiến bộ, có những cái chiều hướng phát triển
một cách thực sự, chứ không phải bằng những cái lời lẽ hay bởi những cái hình thức bên ngoài. Đó cũng là một cái chiều hướng mà có lẽ chúng ta đã nhìn thấy rất là rõ, không bao giờ cái gì bên ngoài có thể tồn tại được cả. Tất cả như anh Hùng Dũng vừa chia sẻ, trong cái tâm an lạc chính là bản thân của chúng ta là vậy. Chẳng hạn như câu chuyện của sư Minh Tuệ, thật ra có rất là nhiều cái sự thổi phồng trong đó. Rồi tự nhiên mọi người cứ một đồn hai, hai đồn bốn, bốn đồn tám. Thành ra cái câu chuyện nó trở thành không ngoài cái sức tưởng tượng và nó không có sự thật gì nhiều lắm. Cái tâm chúng ta an định, những cái gì sư Minh Tuệ làm đúng thì chúng ta cho là đúng. Đương nhiên chúng ta cũng phải giữ, tất cả đều phải có cổ mới có kim. Quý vị phải nhớ như vậy, có gốc mới có cành, phải không anh Hùng Dũng? Đúng rồi, yeah. Cho nên chúng ta đừng bao giờ cứ thấy cái ngọn, cái hoa, cái lá, chúng ta quên mất cái cội rễ của chúng ta. Đó là một trong những điều chúng ta đang bị hoảng loạn, chứ không phải chúng ta hiểu biết và tri thức vấn đề đó. Cho nên chúng ta là những người độc giả, chúng ta nên thận trọng cái vấn đề nghe. Bởi vì một nền dân chủ thì ai muốn nói gì nói, quyền của chúng ta là quyền lựa chọn để nghe, phải không anh Hùng Dũng? Dạ đúng vậy, bởi vì chúng ta ở trong một cái đất nước được một cái quyền tối thượng, đó là cái tù chánh án số 1. Chúng ta có quyền nói, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng phải có cái trách nhiệm để nghe. Và đồng thời không phải là nói gì thì nói, dĩ nhiên là nó có quyền tự do để nói, nhưng mà mình phải nói với một cái trách nhiệm trong cái lời nói. Và vì vậy nếu trách nhiệm trong lời nói đó, mình phải nói nó đúng sự thật. Trong cái cộng đồng của Việt Nam của chúng ta đó thưa anh, hôm qua cũng có một cái vụ xử án, rồi cuối cùng đó là hai bên là đấu khẩu với nhau về cái vấn đề mà nói đúng hay sai. Cái tố cáo mà tố cáo sai đó thì cái người tố cáo cũng trách nhận một cái trách nhiệm rất là lớn. Đúng rồi. Và dĩ nhiên cái trách nhiệm đó họ sẽ quy về đồng tiền nè. Yeah. Họ quy về đồng tiền, mà khi họ quy về đồng tiền đó thì mình trả cũng rất là khổ đó, chứ không có dễ. Nói một câu mà không đúng đó thì người ta quy cái trách nhiệm mà không đúng đó bằng $1,000,000. Yeah. Và $1,000,000 để mà trả lại cho cái khổ chủ đó, là cả một đời mình nhiều lúc mình làm cũng chưa có xong nữa. Thành thử ra thì nói chuyện cũng rất là khéo léo để cho nó đừng có phạm đến những người khác, thì đó cũng là cái quyền tự do của mình. Đúng vậy thưa quý vị, nền dân chủ ở Mỹ không phải rằng là anh muốn nói gì cũng được đâu, anh nói sao cũng được, nhưng nếu đụng chạm tới một vấn đề khác, người khác có quyền thưa lại anh nếu có những cái nhân chứng, có những cái bằng chứng cụ thể, thì nó rất là khó khăn trong vấn đề, chứ không phải là tự do. Nước Mỹ rất là tự do, nhưng tự do trong luật pháp. Đó là một trong cái nền đế chế mà nước Mỹ đang điều hành. Và cả thế giới phải nhìn nhận đấy là một cái nền văn minh. Bởi vì cả thế giới đều gọi là American Dream là điều đó. Bởi vì ai cũng muốn đến đây. Nền dân chủ ở đây không phải là anh muốn làm gì làm, mà là phải trên luật pháp. Và tất cả sự luật pháp đó được chế tài, có nghĩa là dùng tiền để phạt quý vị. Cho nên tất cả mọi công dân ở Mỹ chúng tôi rất là tuân thủ mọi luật lệ, bởi vì đụng cái là cứ phạt, đụng cái cứ phạt. Như vậy thì thành ra tiền ở đâu mà chúng ta phạt cho nổi, mà không phạt là không có chạy chọt gì được nha quý vị. Không đóng tiền thì vô tù ngồi thế thôi, mỗi một giờ ở tù nó sẽ trừ lần cái số tiền của mình. Có nghĩa là có cách nào nó cũng trị mình được, không có cái đường nào chạy. Cho nên đó là một cái đế chế mà chế tài giúp cho con người tự nhiên ý thức mà thôi. Bởi vì tiền mình làm ra cực khổ mà mình bị phạt, mình mất cũng đau lắm. Từ đó lần làm ai cũng vậy, chứ không phải rằng là nước Mỹ sinh ra là giỏi như vậy đâu. Nước Mỹ ngày xưa uống rượu gấp mấy chục lần đối với Việt Nam, uống toàn là whisky quý vị biết. Nhưng mà bây giờ không ai dám ra đường lái xe uống, bởi vì nó phạt quá rồi, phải chịu mà thôi. Đó là một trong những cái mà chúng tôi nói chơi trong trước khi bước vào chương trình. Thì hôm nay trở lại với cái chương trình Ăn Chay Ăn Ngay, vẫn và cái chủ đề là nghệ thuật sống. Đó là một trong những cái chủ đề mà chúng tôi vừa mới thấy nó hết sức là quan trọng. Nghe thì có lẽ ai cũng cảm thấy rất là đơn giản, nhưng khi chúng tôi nói vào thì mới thấy rằng nó thật sự rất là rộng và rất có nhiều cái ý nghĩa. Thì xin anh Hồng Dũng giới thiệu sơ lại cái nghệ thuật sống một chút để chúng ta giữ đúng cái chủ đề gọi là nghệ thuật sống, mời anh. Dạ vâng, hôm trước thì chúng tôi cũng có cái cơ hội để mà nhắc đến cái chữ nghệ thuật sống. Bởi vì sống là ai sinh ra đời thì cũng sống thôi, không riêng gì con người nhân bản. Nhưng mà tất cả những mọi loài chúng sanh khi được sinh ra đời thì họ cũng sống. Con trâu, con bò, con chó, con heo, nó đều sống theo cái luật tự nhiên.
tức là nó sinh tồn và nó sống. Nhưng mà người đó nó có một cái tri thức, vì vậy đó nó đã đẩy cái sự sống của chúng ta nó lên một cái bậc cao hơn, nó lên một cái bậc thượng tầng hơn, gọi là nghệ thuật để sống. Bởi vì sống là sao? Sống thì dĩ nhiên chúng ta phải ăn, chúng ta phải sống, chúng ta phải sinh hoạt, chúng ta phải quan hệ, chúng ta phải có gia đình. Và những cái điều đó nếu mà nói trong cái thành ngữ gọi là tự nhiên mà sống á, thì tất cả mọi người sống cũng giống như là tổ tiên của chúng ta hồi xưa cách đây cả mấy triệu năm, họ cũng sống ở trong một cái hang động rồi cũng cứ sống rồi sinh con đẻ cái. Nhưng mà dần dần cái sự văn minh của chúng ta đó nó tiến bộ, có nghĩa rằng nó cần thiết phải ở trên những cái nhiệm vụ của các bắp thịt, nó trên những cái nhiệm vụ của bao tử, có nghĩa là ngoài những cái vấn đề mà ăn uống, ngoài cái vấn đề mà đấm đá với nhau, nó còn một cái gì cao hơn nữa mà người ta gọi là thiêng liêng đó, người ta gọi là đạo đức đó, người ta gọi là tinh thần đó. Thì cái đó nó bắt đầu phát triển, và từ cái sự phát triển đó nó trở thành một cái nghệ thuật. Bởi vì gọi là nghệ thuật á, là nó phải trau chuốt, nó phải đẹp, nó phải văn hoa, nó phải nhân bản. Và vì vậy đó, khi mà nói đến cái nghệ thuật sống đó, là chúng ta sống làm thế nào để đem đến cái quyền lợi cho chính chúng ta và đem đến cái quyền lợi của mọi người trong một cái tinh thần hài hòa, hiếu kính và trân trọng với nhau. Và dần dần cái nghệ thuật đó nó trở thành một cái sự xử thế. Và cái sự xử thế có nghĩa là họ đưa vào những cái nền nếp của những cái vấn đề, những cái người mà yếu thế hơn chúng ta phải có những cái khung trời, cũng có cái hoàn cảnh, cũng có cái môi trường nó tốt đẹp hơn. Ví dụ như là mình lên xe buýt chứ hả? Mình lên xe buýt là mình thấy ghế là mình ngồi, nhưng mà thật sự đó đâu có phải là mình thấy ghế là mình ngồi. Trong khi đó những người đứng bên cạnh họ là một người cao niên, một người disability hay là một cái người thiếu phụ, thì mình cũng cần phải nhường. Một em nhỏ thì mình cũng cần phải nhường. Thì cái đó nó thuộc về cái quy ước chung. Hành động mà nó chấp thủ có nghĩa là nó ôm ấp và nó không có muốn cho đó, nó có từ cái bản chất của một đứa bé mới vừa sinh ra. Cho nên con người đó, là chúng ta nhìn thấy rằng nó rất là khó để mà nói đến cái chữ cho. Có những người có một cái sự bao dung lớn, nó có một cái tâm lòng vĩ đại và nó có một cái tâm từ bi, chứ còn không thể nào mà nói là cho được. Có những người vì nhìn thấy họ giàu nghĩa là nứt vách, nhưng mà họ cho một cái khoai lang đối với một cái người nghèo cũng cả vấn đề. Quý thầy thấy không? Chứ đâu phải là cho là dễ đâu. Thành thử ra nếu mà muốn cho đó thì trước nhất là cái người đó phải có một cái tâm lớn, mà cái tâm đó chính là cái tâm thương yêu, cái tâm mà nó trở về với cái nguyên bản của con người, là chúng ta sống trong một cái hình ảnh của gọi là của Chúa hay là của Phật, là cả một cái tình thương bao la. Đó là cái lòng thứ nhất. Và thứ hai nữa là một cái sự trân trọng. Bởi vì con người đó khi mà gọi cho đó thì nó phải gọt bớt cái bản ngã. Bởi vì cái bản ngã mà có đó thì mình cho rằng mình là cao cả nhất và mình muốn thủ về mình nhiều nhất. Và do đó khi mà mình muốn có một cái tâm cho đó thì mình phải gọt giũa bớt cái tôi của mình, tức là cái bản ngã của mình, để mình có thể chia sẻ cái của mình có với người khác. Chứ còn không là không ai muốn cho người khác ấy. Thứ ba nữa là nó giảm bớt cái tâm tham. Bởi vì sao? Bởi vì cái người mà cho càng nhiều đó thì cái tâm mà níu giữ, cái tâm mà tham lam, cái tâm mà ích kỷ nó không còn nhiều nữa. Cho nên chúng ta phải định nghĩa như vậy để thấy rằng nếu một người mà thực hiện cái hành động mà cho đó, nó phải đi qua nhiều cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là mình phải giảm cái tôi của mình. Giai đoạn thứ hai là mình phải có cái tình thương. Thứ ba nữa là những cái chất liệu của những cái hạt giống xấu đó, tức là những cái gọi là đố kỵ, những cái tham lam, những cái bổn sản đó, nó gọt giũa lần lần. Khi mà nó gọt giũa lần lần, nó mới khiến cho chúng ta có những cái hành động mà cho người khác. Và cái chữ cho đó thưa quý vị, nó có rất nhiều nghĩa lắm. Đối với những bậc trưởng thượng, đối với những bậc mà tâm linh, đối với những cái vấn đề mà cao cả về tôn giáo á, thì chúng ta thường gọi là cung dưỡng, hay là mình gọi tiếng Việt là cúng dường. Cúng dường là mình cũng là cho, nhưng mà cái hành động của mình cung kính để mang đấy một cái ngôi tam bảo chẳng hạn, cái là cúng dường tam bảo chẳng hạn, Phật pháp tăng. Nhưng mà cũng là cái cho, nhưng mà mình ở trong một cái thế giới của những cái người bình thường, mình là dân cũng trung lưu chẳng hạn, mình cũng có đủ ăn đủ mặc. Nhưng mà mình thấy một người họ đói, hay là một cái tập thể mà họ rất là nghèo nàn, hoặc là họ bị cả một cái làng một xã mà họ bị một cái thiên tai bão lụt,
Ví dụ như là cái trận bão Beryl vừa rồi, nhà cửa đều tiêu hết, thì mình không phải là cúng dường mà mình có tiền mình góp lại với nhau để chia mình sẻ, bố thí, mình chia sẻ sẻ, sẻ. mình ban cho cái người khác mình nữa. Còn đối với những cái người mà trong gia đình á thì mình cũng là biếu tặng, biếu tặng cũng là cho thôi, nhưng mà nó với một cái cung cách để mình cầm một cái quyển sách hay là cầm một cái chocolate mình biếu trong một cái hành động, mặc dù cái giá trị nó chưa chắc là chưa được một đồng nữa, nhưng mà mình gói lại nó cẩn thận, mình có một cái nơ và mình cung kính tặng cho họ để mà mình nói đến cái tấm lòng. Bởi vì cái của cho thật sự nó không có giá trị, nhưng mà cái cách cho mới là cái giá trị, cái sự quan tâm của mình đối với cái người đó mới là giá trị. Cho nên á, nhiều người mà đi xa về đó, thưa quý vị, mình nhìn là mình biết liền, họ đi xa về mặc dù họ không có tiền nhưng mà họ về họ mua một cái tấm kẹo chẳng hạn, mỗi người một viên kẹo cũng là cái cách cho, hơn là không có cái gì hết, nó cũng cảm thấy rằng mình không có quan tâm. Thì cái đó là cái cách trong cái nghệ thuật để mình sống với nhau. Dĩ nhiên là chúng ta cũng không có đòi hỏi cái phải cho nó bằng cái hình thức, bởi vì hàng ngày chúng ta đã cho quá nhiều. Cho là gì? Chúng ta cho cái nụ cười, chúng ta cho cái sự thân thiện, chúng ta cho cái sự giúp đỡ, cái đó cũng là một cái cho. Nhưng mà đi đến cái mức độ đó thì dĩ nhiên là nó không còn ở trong cái tính chất của tài thí nữa, mà nó gọi là pháp thí hoặc là vô ý thí, thì cái điều đó nó đi một cái bậc cao hơn. Tuy nhiên ngày hôm nay thì anh Thomas và cá nhân chúng tôi muốn nói rằng, thưa quý vị, để nâng cấp mà cái hình ảnh của chữ cho đó, nó hàng ngày đó chúng ta cho rất nhiều mà chúng ta không biết đó. Người mẹ cho người con bằng cả một tình thương, người vợ cho người chồng cả một sự lo lắng, người chồng cho người vợ một cái sự quan tâm, âu yếm và bình an. Cái đó là cái cho đó. Nhiều lúc mình thấy có gì đâu, tôi đâu có thấy gì đâu. Không, họ cho cả một cái cuộc đời, họ cho cả một cái sự cố gắng, nỗ lực, họ đi pha một ly nước, họ cho một cái bánh, họ đem một món ăn. Thì cái đó, thưa quý vị, cái đó chúng ta phải phải thừa nhận. Chứ còn đừng có nghĩ rằng lúc nào cái chữ cho nó chỉ gắn liền một cái là vật chất, thì cái điều đó nó chỉ là ở trong một cái hạn chế của cái thế gian thường. Cảm ơn anh Hồng Dũng, đúng vậy quý vị. Cho nên chính vì vậy mà chúng tôi hôm nay nói tiếp cho cái phần nghệ thuật sự, khi mình nói đó mình sẽ thấy nó vô vàn. Có nghĩa là quay qua quay lại đã thấy cái nghệ thuật đó nó hiển hiện liền ngay lập tức. Chẳng hạn như anh Hồng Dũng vừa chia sẻ, quý vị thấy không? Vợ người chồng lo cho người vợ, không phải là lo nấu cơm đi chợ, mà có thể họ lo cho cái suy nghĩ của người chào vợ đi. Chẳng hạn như họ muốn làm cái gì đó, ví dụ như họ đang công việc vậy, có họ bị gọi cái lay off, mất job, nhưng họ sẽ không bao giờ dám nói liền cho người vợ biết, bởi vì họ sẽ sợ rằng mình nói ra người vợ sẽ lo lắng không. Họ âm thầm họ có thể không dám nói. Cái đó cũng là một cái cách mà họ lo đó, lo về cho người vợ có những sự an tâm. Cho nên rất là nhiều, rất cảm ơn Hồng Dũng đã chia sẻ. Khi chúng ta mổ xẻ ra thì chúng ta thấy nó quá nhiều. Cho nên cái người cho đó thật sự là một nghệ thuật, đúng vậy thưa quý vị. Nhưng không phải dễ mà chúng ta tự nhiên có được cái đó. Như anh Hồng Dũng vừa nói, nó phải có từng cái giai đoạn. Cho nên chúng ta luôn luôn tu dưỡng trong cái tâm tính của chúng ta. Chúng ta nghĩ đến nó càng nhiều thì cái đó là giống như chúng ta học đó quý vị. Chúng ta càng học nhiều, chúng ta càng thấm thía, thì chúng ta càng hành động ra, chúng ta càng làm, thì lần này chúng ta có thể bị vấp phải, có thể ví dụ như mình lên mình cho mà mình lỡ mình nói một câu gì hơi nặng thì mình nhớ mình học, lần sau mình đừng nói câu đó nữa. Có nghĩa nó rất là nhiều cái giai đoạn để cho chúng ta trưởng thành, phải nói là như vậy. Bởi không phải là anh giàu là anh có trưởng thành cái sự cho đâu, anh không có quá trình cho thì cái sự trưởng thành đó nó không có. Cho nên dù anh có 60 tuổi thì anh dành một cầm cả bạc triệu anh cho, không phải là anh trưởng thành trong cái nghệ thuật cho, mà chúng ta cần phải học từng mỗi lần khi chúng ta cho. Cho nên đây cũng là một cái nghệ thuật mà ngày hôm nay khi khoa học cũng như tất cả những nhà tâm lý học họ phân tích rằng cái người không có hạnh phúc nhiều bằng cái người cho. Đó là một cái nghệ thuật mà chúng tôi muốn nói, thật sự thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc bao la. Đó là một trong những cái nghệ thuật cho mà tất cả mọi người, hôm nay chúng ta chia sẻ trong cái video nghệ thuật cho này, nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng là luôn luôn đừng bao giờ coi trọng những cái giá trị của cái cho, mà hãy coi trọng cái cách cho. Thật sự tuyệt vời lắm quý vị. Nếu mà quý vị nào đã từng có những đứa con thơ của chúng ta hồi nó mới ngồi vào những cái trường kindergarten, hay là bước vào những cái trường elementary tiểu học, thì chúng ta hàng năm chúng ta đều nhận một cái tấm thiệp sinh nhật là hình của mình, hay là hình của nó vẽ cùng với mình, hay là đó là những cái, thật sự quý vị chắc
chắn là sẽ rất nhiều phụ huynh chúng ta đã trải qua cái giai đoạn đó, chúng ta cảm thấy nâng niu dễ sợ lắm. Con của Thomas bây giờ 21 tuổi rồi, cái thiệt cách đây 15-16 năm vẫn còn giữ đó quý vị, những cái dòng nguệch ngoạc thôi, nhưng mà khi mình coi lại mình thấy rất là hạnh phúc. Cho nên đó cũng là một trong những cái nghệ thuật mà nó, mình cho ra mình phải hiểu được cái cảm nhận của một cái người cho và một cái người nhận. Cho nên chúng ta hãy nâng cao cái giá trị đó lên, đừng bao giờ coi vật chất là cái chánh, đừng có bao giờ thấy ông này cũng đưa mà nói tiền Việt đi 5 triệu nhiều, ông này cũng cho có 500 ngàn, cái biểu cái môi, quý vị thấy không, đừng có như vậy. Như anh Hồng Dũng chia sẻ cũng rất là đúng, cái quà nó giống như là một cái gọi là cái trầu, là miếng trầu là đầu câu chuyện, nó là như vậy quý vị. Cho nên chúng ta không có mang quà thì cũng không đúng, nhưng mà chẳng hạn như chúng tôi là Việt Kiều mỗi năm về thăm một lần đi, như gia đình Thomas, đại gia đình, gần cả hàng trăm gia đình, thì quý vị biết cả khoảng 400 thành viên, bây giờ họ cho có 2 cái vali. Và quý vị chỉ cho cái cách nào mang, mỗi người một viên kẹo cũng không đủ nữa quý vị. Cho nên quý vị nên nghiền ngẫm và suy nghĩ ngược lại cho mọi người một chút, kể cả chúng ta cũng vậy. Thì đó cũng là một trong những chia sẻ và hôm nay anh em chúng tôi rất là mong muốn cùng với quý vị, giống như chuyện cho cũng như ngã trải cái lòng để mình hiểu được. Cho nên cái vấn đề chúng tôi trở lại trong cái chương trình hôm nay là cái cách cho là một trong những cái chánh mà chúng ta nên chú trọng nó. Như rất là nhiều cái điều mà Thomas cũng đã từng nói, nhiều lúc quý vị mua cái hộp kẹo đó có 2.5-3 đồng mà, nhưng mà cái bao bì mà gói cái đó gần 10 đồng ở Mỹ này đó quý vị. Quý vị thấy lạ không? Cái hộp kẹo chừng 2.5 đồng, nhưng mà cái bao bì ghê gói cho đẹp là 10 đồng nữa quý vị. Cho nên đó là một cái sự trân trọng của quý vị. Thì có lẽ thời gian của chúng tôi cũng không có còn nhiều lắm, thì chúng tôi cũng tạm dừng và ở đây. Thì trước khi mà cảm dùng thì chúng tôi sẽ nói thêm một chút nữa, đó là cái cảm nghĩ của người nhận nữa. Xin ông Hoàng Hồng Dũng mổ xẻ thêm để cho cái người nhận cho cảm thông với nhau, thì cái cảm nhận của cái người nhận thì như thế nào để cho nó tỏ rõ rằng là đó mình hiểu được cái người cho. Dạ, rất là cảm ơn cái câu hỏi này, bởi vì thật sự đó, cái chữ nhận và chữ cho đó nó phải tương quan với nhau. Không có người nhận thì không có người cho, mà không có người cho thì không có người nhận. Cho nên á, cái người nhận trước hết phải cảm ơn người cho. Bởi vì sao? Bởi vì có cái người đó mình mới có cái cơ hội cho. Đó là mình nói về cái mặt ở ngoài đó nha. Còn trong cái chương trình sắp tới, có lẽ là tôi đề nghị với anh Thomas Trúc, chúng ta sẽ nói về cái cho của cái nội tâm. Giữa con người của chúng ta cho chúng ta như thế nào, thì đó là một cái mục cũng đặc biệt lắm. Nhưng mà bây giờ anh hỏi cái câu về cái cảm nhận của người nhận. Thì dĩ nhiên thưa quý vị, người nhận á, là chúng ta phải biết rằng người nhận không phải là kẻ dưới. Người nhận cũng không phải là một cái sự bố thí, mà người nhận là một cái đối tác, một cái đối tác. Bởi vì đó, nó phải có tương quan với nhau. Bởi vì có cho thì phải có nhận, và có nhận thì phải có cho. Thành thử ra đó, thì cái người mà nhận nó cũng không có nghĩa rằng mình phải, nghĩa là ở trong một cái tư thế tự ti mà cảm, mà mình nhận là mình phải nhận cái tấm lòng của cái người họ đã đến với mình. Ví dụ như là một cái người homeless mà họ có một cái ngày July 4 vừa rồi và nhận một số quà biếu cũng như là thực phẩm đó, thì chính họ họ cũng cảm thấy rằng họ cũng rất là vui, bởi vì đó họ thấy mọi người tới và trân trọng với họ, và chính cái vui đó cũng truyền cảm hứng đối với cái người mà ban phát ra cho họ. Cho nên đó, người mà nhận đó thì dĩ nhiên đó họ cũng ở trong một cái hoàn cảnh mà họ nhận, tuy nhiên đó họ cũng không phải cần biểu lộ một cái sự thấp hèn, hay là một cái sự tự ti mà cảm, hay là một cái sự thiếu thốn mà mình làm như vậy mà để cho người ta cho, bởi vì cái đó nó không phải đúng như vậy. Và thứ hai nữa thưa quý vị, thực sự đó, cái người cho đó nó không cần phải nhớ, không cần phải biết, không cần phải nghĩa là biết cái vật dụng quý giá như thế nào. Bởi vì sao? Bởi vì trong Phật giáo có một cái câu là tâm luân không tịch, tức là cái của cho, cái người cho và cái người nhận mình không nên nhớ. Tuy nhiên cái điều đó nó là ngược lại đối với cái người nhận. Người nhận lúc nào cũng cần phải nhớ. Cái người nhận lúc nào cũng cần phải nhớ. Nhớ là để chi? Nhớ là bởi vì nó là cái công hạnh của cái sự đền ơn đáp nghĩa.
dù rằng mình không phải phải nghĩa là đợi cho cái người mà họ cho đó rồi mình tới mình cho lại cái người đó, không có đâu. Cái người đó họ cho rồi là muôn năm chưa chắc là mình nhận lại, mình gặp lại. Nhưng mà cái nhận và cái ý nghĩa để mà trân trọng và đầy ơn đó, nó có một cái điều rất là thấm thía, là bởi vì cái người mà đúng với cái nghệ thuật của nhận đó, thì khi mình nhận một cái gì của ai đó thì mình phải có năm cái điều suy nghĩ. Điều suy nghĩ thứ nhất đó, là mình biết là vật này nó có một cái giá trị, người ta có thể để làm giàu làm có cho họ, nhưng mà họ chia sẻ cho mình, đây là một cái công lớn mà cái người đó có tấm lòng lớn. Cái điều thứ hai đó, mình phải biết rằng mình nhận là mình nhận trong cái hoàn cảnh có thể là mình thiếu thốn, hoặc là mình ở trong một cái hoàn cảnh nào đó, nhưng không có nghĩa rằng mình luôn luôn mong cầu cái sự nhận này, mà mình nhận đây để cho có phương tiện để mình có thể phát triển cho ngày mai, mình no đủ, mình có thể vượt qua cái sự thử thách khó khăn và đói kém này. Cái điều thứ ba nữa đó, là mình phải biết rằng cái công ơn của cái người đó và công ơn của muôn loài, bởi vì họ đem cho mình một cái chiếc áo, có nghĩa là cái người đó họ mua, nhưng mà chiếc áo này cũng không phải là tự nhiên trên trời rơi xuống, mà chiếc áo này nó có nhiều người đan tay với nhau để có thể góp thành cái chiếc áo mà bây giờ cái người đó họ trực tiếp họ đem tới cho mình. Cho nên đó, những cái vấn đề này á, nó khiến cho cái người nhận cảm nhận được là mình phải nỗ lực để mà nhận cái quà này, và đồng thời mình cũng phải gọi là ơn đầy nghĩa trả. Cái ơn đầy nghĩa trả này nó là một cái chất xúc tác, nó là một cái động lực để mà đẩy mình ra khỏi cái tư thế của một cái người trầm cảm, một cái người tự ti, một cái người nói rằng mình chả có ra gì, mà nó chính là một cái động lực để giúp cho mình có thể là vươn lên qua cái thời gian này. Vì vậy mà thưa quý vị, trong nhiều cái câu chuyện đó, có những cái câu chuyện nó rất là hay, nó nói về cái động lực, nó nói về cái động lực. Và nếu mà quý vị có thời gian, cũng như là Thomas Trúc với chúng tôi mà có thời gian, chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe những cái động lực của những cái người mà thực tế đó là những cái người họ nghèo khổ, mà khi họ chỉ nghe một câu được gọi là khai ngộ thôi đó, là tự nhiên họ có thể là đổi cái khổ đau của họ bằng cái sự nỗ lực thật sự, và chính cái sự nỗ lực này họ trở thành một cái người nghĩa là giàu có hoặc là thành công. thành công. Thì đó là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có thời giờ sẽ cùng chia sẻ với quý vị trong những thời gian sắp Cảm ơn Hồng Dũng. Đúng vậy thưa quý vị, thì rất cảm ơn anh Hồng Dũng kết luận cái vấn đề khi có cho thì có nhận, thì có cho có nhận, hai cái đó nó tương quan lẫn nhau. Thì trước tiên Thomas xin đúc kết lại cái phần cuối một chút, là vấn đề cái người nhận. Trước tiên chúng ta bằng nhận bất cứ cái gì, lời thank you hay là cảm ơn, là cái đầu tiên chúng ta phải làm bằng mọi cách gửi đến cái người chọn, có thể không trực tiếp hoặc gián tiếp. Cho nên nhưng chúng ta luôn luôn phải hiểu đó là cái đầu tiên người nhận phải làm, đó là chúng ta cảm ơn cái người cho. Và cái điều thứ hai như anh Hồng Dũng chia sẻ đối với việc chúng ta dùng cái lòng tri ân để nhận. Nhận là phải luôn luôn nhớ, người cho không cần nhớ tôi cho ai, nhưng mà người nhận luôn luôn phải nhớ, bởi vì đó là một cái động lực, một cái có thể giúp cho quý vị thay đổi cả một cuộc đời. Cho nên đây là một trong những cái kết luận cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến với quý vị, đó là sự cảm nhận của người nhận chúng ta cũng là một cái niềm phấn khích cho cái người cho. Thì có lẽ càng nói nó càng nhiều không anh, cái nhiều nhưng mà lắm thời gian của chúng ta có lẽ là không còn nhiều lắm, cho nên chúng tôi tạm kết thúc chương trình hôm nay và sẽ hẹn gặp lại với chương trình với quý vị trong cái live show ăn chay ăn ngay tiếp trong cái phần tới. Trước khi chấm dứt chương trình, mời anh Hồng Dũng chào quý độc giả đây. Dạ vâng, rất là cảm ơn quý vị. Trong chương trình này thì nó cũng là một trong những cái sự chia sẻ thôi, tuy nhiên là nhiều người chúng ta cũng đã biết rồi, nhưng mà có nhiều lúc chúng ta biết là biết như vậy, nhưng mà trong cái thực tế hàng ngày chúng ta quên mất rằng chúng ta có nhận quá nhiều. Thiệt sự mà nói đó, chúng ta nhận quá nhiều, kể cả cái không khí mà chúng ta hít thở này chúng ta cũng nhận vô cùng, nước chúng ta uống chúng ta cũng nhận vô cùng, nhưng Anh mà mà ít càng nói chắc thành nữa ra chúng ta hết quay luôn. luôn đi. Do đó thưa quý vị, một lần nữa thì chúng tôi hy vọng trong một chương trình tới chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội để thảo luận cùng với quý vị. Kính chúc quý vị một ngày an vui và hạnh phúc.